Một điệu nhạc vui để thư giãn giữa giờ. Nét văn hóa này được duy trì tại một công ty 100% vốn Nhật Bản. Từ khi chi nhánh Nha Trang ra đời, hơn 3 năm qua, công ty EVS đặt trụ sở tại nơi sẽ trở thành công viên phần mềm quân đội trong tương lai. Coi đây là mái nhà ươm mầm ý tưởng công nghệ, công ty và trung tâm đã chia sẻ nhiều điểm chung về định hướng, mong muốn triển khai các công nghệ mới để khẳng định uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trường Sĩ quan Thông tin đã tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp gắn bó, hợp tác và phát triển. Chúng tôi xem đây là một môi trường rất tốt và thuận lợi để chúng tôi và cũng như một số doanh nghiệp khác cùng tham gia hoạt động phát triển trong một mô hệ sinh thái chung. Thứ hai, qua đây chúng tôi cùng công viên phần mềm quân đội sẽ tiến hành triển khai hợp tác và phát triển một số sản phẩm phần mềm lưỡng dụng để phục vụ cho một số nhu cầu công nghệ và số hóa của cho các doanh nghiệp. Thì cái này sẽ hỗ trợ Hồng Anh để kết nối toàn bộ cái server dự phòng. Thì có thể nói là triển khai hai cái nội dung này để hỗ trợ này, thì chúng ta phải báo cáo được với thủ trưởng toàn bộ những cái sản phẩm để cho phòng họp không giấy hay trường học trực tuyến để học tập, làm việc từ xa, kết nối không khoảng cách là những sản phẩm tiêu biểu đang được trung tâm phối hợp phát triển. Từ đây đã thu hút nhiều nhân tài lĩnh vực công nghệ thông tin về đầu quân theo tư cách nhóm phát triển, nhóm nghiên cứu. Thì có thể nói là triển khai hai đầu quân tại trung tâm và kết nối với các cơ sở giáo dục sau đại học để có được nguồn nhân lực mạnh mẽ từ phía các cơ sở để có thể là nâng cao được cái chất lượng giáo dục sau đại học cho các bạn, và các bạn có thể nâng cao cái kinh nghiệm kỹ thuật số của mình áp dụng vào việc làm sau này, để mà cái nguồn nhân lực về công nghệ thông tin cũng như là marketing ở khu vực Khánh Hòa, khu vực miền Trung nói riêng sẽ được phát triển mạnh mẽ. Nằm trong chuỗi công viên phần mềm quốc gia với tư cách thành viên tiềm năng, là cơ sở để Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ xây dựng hệ sinh thái công nghệ. Mục tiêu là phát triển hợp tác quốc phòng trong lĩnh vực công nghệ theo mô hình và cách làm mới. Tháng 8 năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã khẳng định sự tin cậy bằng việc phối hợp với Trung tâm cho ra đời một vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hệ sinh thái công nghệ này sẽ đạt được hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là quy tụ tất cả các doanh nghiệp cơ sở viện trường hoạt động trên lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học về đây. Trên cơ sở cùng chia sẻ trên hai lĩnh vực, một là về con người, hai là sự tiến bộ của khoa học công nghệ. Và điều này sẽ xây dựng được một hệ cơ sở dữ liệu rất lớn cộng với nguồn nhân lực chất lượng cao kể cả về công nghệ và ngoại ngữ. Lưỡng dụng là yếu tố mà nhiều lĩnh vực đang hướng đến. Trên mảnh đất miền Trung Tây Nguyên, hành trình sáng tạo trên các lĩnh vực công nghệ ấy đang tiếp tục. Để công viên phần mềm quân đội thực sự đi vào hoạt động với hiệu quả cao sau nhiều năm ấp ủ.